Này Duy lên cửa khẩu Samad để làm hồ sơ cho toàn 7 xe đi cửa khẩu Samad nha các bạn, qua Campuchia chơi, chơi lễ 30 tháng 4. Duy cũng đang có một đoạn đi bên cửa khẩu Hoa Lư nữa, chia ra làm, có người làm bên đó các bạn. Đang qua cửa khẩu các bạn ơi, xong thủ tục rồi, thủ tục chính ngạch nha, tờ khai hải quan là đầy đủ. Tấp vô đây, tấp vô đây, tấp vô đây, tấp vào đây nè, tấp vào đây nè. Tấp vào đây trình diện. Đó. Tắp vào đó trình diện. Rồi đang qua Campuchia rồi các bạn ơi. Cửa khẩu Samad nha, bên kia là cửa khẩu cho bang Bơ Long. Cửa khẩu Bơ Long của Campuchia. Đó, đó. GS không nha các bạn. Có một chiếc Renati. Cột mốc đây, cột mốc cửa khẩu Việt Nam bên đây. Rồi đoàn đi các bạn ơi, đoàn mới vào đổi tiền. Ok ok. Rồi mọi người đi chơi vui vẻ.